Quỳnh chào tất cả mọi người. Hôm nay Quỳnh mời mọi người đến thăm Yamata Home Quỳnh ạ. Địa chỉ vẫn là tại đối diện cổng công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh. Và ngày hôm nay thay vì sẽ báo giá tất cả những cái dòng xe Exciter mới phiên bản giới hạn, thì hôm nay Quỳnh sẽ review hai phiên bản xe Exciter 155 mới nhất mà bên Quỳnh vẫn còn đang có hàng, và báo giá tất cả những cái xe hiện tại mà bên Quỳnh đang có. Vâng, thì như mọi người biết thì ngày 12 tháng 9 vừa rồi ý, thì bên Quỳnh có về một lô gồm có 7 phiên bản xe Exciter 155 VVA của Yamaha. Thì nhưng mà đến hôm nay sau 3 ngày thì xe đã đi khá là nhiều. Tất cả những cái xe như là cái bản giới hạn kỷ niệm 60 năm đường đua, 60 năm Yamaha tham gia đường đua F1, hay là bản Manter, bản đen xám thì bên Quỳnh đã bán được rồi. Đến ngày hôm nay bây giờ chỉ còn có hai phiên bản này ạ. Đây là phiên bản màu xám ánh xanh và phiên bản xanh đen. Thì Quỳnh sẽ review chi tiết về tem và một số những cái về đèn máy các thứ cho các bạn nhìn thấy. Mời các bạn ạ. Ban đầu thì khi mà chúng ta theo dõi cái phiên bản cái buổi live stream của Yamaha về những cái dòng xe mới này á, thì chúng ta sẽ thấy có một cái điểm đặc thù nổi bật, đó là những cái tem xe được đầu tư rất là nhiều và mang nặng mang rất là rõ cái cá tính của về sáng tạo của Yamaha. Vâng ạ, và cái giá thì như chúng ta biết cái giá đề xuất là 51.500 và 51.900 đối với phiên bản kỷ niệm 60 năm tham gia đường đua F1 của Yamaha. Thì ban đầu khi mà nghe cái mức giá như vậy so với cái mức giá chung hiện tại tầm khoảng 46-48 triệu, thì chúng ta nghĩ rằng, bản thân Quỳnh cũng nghĩ rằng là xe sẽ khó bán. Nhưng mà không ngờ rằng khi mà xe về, mới về thôi ạ, thì cái lượng khách quan tâm rất là nhiều. Và sau 3 ngày bên Quỳnh đã bán được 5 xe và hiện tại chỉ còn 2 xe này thôi. Nói như vậy nhưng mà không có nghĩa là khi mà các bạn mua xe thì bên Quỳnh sẽ không có xe ạ. Mà 2 ngày tiếp theo, 2 ngày sau đây thì lại có một cái lô xe mới từ nhà máy về. Bao gồm đầy đủ tất cả những cái màu của phiên bản mới, phiên bản giới hạn này ạ. Cho nên nếu các bạn quan tâm đến bất kỳ những cái màu xe nào, bản nào của Yamaha, thì các bạn đều có thể comment inbox hoặc là đặt hàng trước cho bên Quỳnh. Thì bên Quỳnh sẽ đặt đơn hoặc là lấy xe từ các bên bạn hàng khác, bên Yamaha khác có thể về để cung cấp xe cho các bạn. Và hôm nay Quỳnh cũng sẽ công khai cái giá xe tại Yamaha Hưng Quỳnh. Thì đối với tất cả các cái phiên bản xe này của bên Quỳnh hiện tại đang có giá là 51 triệu. Giá đề xuất là 51 triệu 500, nhưng mà coi như là một cái món quà ra mắt, món quà tri ân của Hương Quỳnh dành cho các bạn. Thì Quỳnh sẽ giảm giá trực tiếp 500 nghìn đối với các phiên bản xe giới hạn như vậy vào giá cho các bạn. Và đối với phiên bản đường đua kỷ niệm 60 năm thì bên Quỳnh sẽ giảm giá ngay 1 triệu vào giá xe. Tức là các bạn mua tất cả các phiên bản giới hạn mới 155 VVA của Yamaha đều có giá đồng là 51 triệu. Khi mà các bạn mua xe, ngoài cái giá xe thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là Yamaha đang có một cái chương trình khuyến mại cực sâu dành cho những cái phiên bản, những cái anh chàng mới này. Đối với phiên bản Manter thì các bạn sẽ có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng, trị giá quà tặng là 1.541.000. Chi tiết gói combo quà tặng của Yamaha sẽ bao gồm có thứ nhất là một chiếc mũ này, một áo phông, một khẩu trang, một khăn đeo đa năng và một cái khăn tay ở cổ tay ạ. Tất cả những cái chi tiết về cái bộ quà tặng đó đều mang những cái hơi hướng, mang những cái chi tiết của dòng Manter. Do đó khi mà các bạn đi một chiếc xe đó kèm theo một cái bộ quà tặng như vậy thì rõ ràng cái cá tính của mọi người và cái sự khác biệt nó rất là nổi trội ạ. Đấy là đối với dòng xe Exciter 150 bản Manter. Còn đối với những cái phiên bản khác, ví dụ như bản xám bạc hay bản xám ánh xanh hay là bản xanh đen và những cái bản đỏ trắng khác ấy, thì xe sẽ được bốc thăm trúng thưởng. Đó là phần quà trị giá là 745.800 đồng. Phần quà khuyến mại nó sẽ bao gồm nó là một mũ bảo hiểm, một áo phông và một khẩu trang. Thì cái số lượng quà tặng từ bây giờ, chương trình sẽ từ bây giờ cho đến hết 31 tháng 10 mà số lượng quà tặng lên tới 500 món quà. Do đó rõ ràng cái xác suất là mọi người mua xe mà trúng quà thì rất là lớn ạ. Và cái món quà của Yamaha cũng cực kỳ đặc biệt, họ rất là trân trọng cái cá tính của khách hàng. Cho nên khi mọi người mua xe phiên bản xe nào thì mọi người sẽ được nhận những cái phần quà mà có những cái chi tiết và những cái hơi hướng thể hiện và sự đồng điệu với chiếc xe của các bạn ạ. Cho nên mọi người yên tâm các bạn nhé. Ngoài cái chương trình khuyến mại của Yamaha ra thì khi mà các bạn mua xe tại Hương Quỳnh ạ, thì các bạn vẫn được Hương Quỳnh tặng thêm cho các bạn, đó là một mũ bảo hiểm và một cái áo mưa của bên Quỳnh ạ.
Và khi các bạn mua xe thì các bạn sẽ được thay dầu miễn phí một lần các bạn nhé, khi mà các bạn tải app Yamaha. Và đó là tất cả những cái chương trình khuyến mại cực kỳ sốc và những cái giá mà Quỳnh công khai với mọi người luôn. Từ khi mà Quỳnh đăng cái bài trên YouTube của Quỳnh và các kênh về Facebook và Zalo cập nhật cái nô xe mới về thì cái lượng khách hàng quan tâm rất là nhiều, đặc biệt là khách hàng ở những cái tỉnh mà đang bị ảnh hưởng bởi cách ly, ví dụ như Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn cũng hỏi rất là nhiều. Vâng ạ, ví dụ như khách hàng ở Hà Nội, nếu các bạn quan tâm những cái dòng xe này, các bạn có thể comment inbox cho Quỳnh. Và nếu có thể các bạn có thể đặt cọc trước tiền và bên Quỳnh sẽ vận chuyển xe cho các bạn ạ. Cho nên các bạn yên tâm ạ. Và giá thì vẫn giống như vậy các bạn nhé. Các bạn yên tâm về điều đó. Còn đối với trường hợp mà các bạn quan tâm đến trả góp cái dòng xe này ạ, thì chương trình trả góp của bên Quỳnh vẫn vô cùng hấp dẫn. Các bạn chỉ cần chuẩn bị trước từ 8 triệu giúp Quỳnh thôi, kèm theo chứng minh thư và sổ khẩu hoặc chứng minh thư và bằng lái xe, thì các bạn đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc xe cực kỳ độc đáo. Và bây giờ để tiếp tục cái video này, Quỳnh sẽ báo giá một lượt cho các bạn về những cái dòng xe hiện tại của bên Quỳnh. Để nếu bạn hoặc bạn bè của các bạn quan tâm đến những dòng xe khác, mình có thể cập nhật được giá và thông tin của xe để mình có thể chuẩn bị cho mình ạ. Và đầu tiên Quỳnh xin giới thiệu với mọi người đó là dòng Exciter 150 phân khối. Thì cái dòng Exciter 150 phân khối hiện tại bên Quỳnh đang có giá rất là tốt. Những cái phiên bản ví dụ như là màu xanh, màu đen nhám hay là màu trắng đỏ gì đó thì giá bây giờ nó chỉ tầm khoảng từ 44.500.000 đối với một chiếc xe như vậy thôi ạ. Còn ở phiên bản giới hạn như này giá sẽ là 46 triệu. Tất cả những cái phiên bản giới hạn 2021 bao gồm có bạc cam hay là phiên bản màu xanh rêu hay là màu xanh cam thì giá vẫn đồng giá với nhau như vậy ạ. Và Exciter 150 màu đen ạ, giá là 44.500.000 các bạn nhé. 44.500.000 các bạn ạ. Đối với Exciter phiên bản 155 phân khối giống như chiếc trắng đỏ như bên này ạ, thì nếu mà là chiếc xe khóa thường thì có giá sẽ là từ 43.500.000. Còn nếu mà là khóa Sparky thì sẽ có giá từ 46.500.000 tùy từng màu. Các bạn quan tâm màu nào có thể inbox chi tiết về cái màu sắc và cái phiên bản xe để bên Quỳnh có thể báo giá chi tiết cho mọi người ạ. Về chiếc xe Grandi ạ, trong tháng 9 này ạ, thì Grandi vẫn có cái chương trình của Yamaha đó là giảm giá trực tiếp 2 triệu vào xe ạ. Cho nên Quỳnh rất là mong muốn là thông tin cập nhật về cái chương trình khuyến mại để các bạn quan tâm có thể sở hữu em nó. Chiếc xe mang đậm theo phong cách châu Âu và là một chiếc xe có cái mức độ tiêu hao nhiên liệu tốt nhất, thấp nhất Việt Nam ạ. Bên Quỳnh thì có đầy đủ các phiên bản các bạn nhé. Ví dụ như bản này là phiên bản tiêu chuẩn có giá đề xuất là 44.500.000. Thì hiện tại cái giá mà bên Quỳnh bán cho các bạn sẽ là 42 triệu ạ. 42 triệu thôi các bạn nhé. Màu trắng, màu vàng xám ạ. Màu vàng xám thì hiện tại đang có giá là 48 triệu tại Yamaha Hương Quỳnh ạ. Chỉ 48 triệu thôi ạ. Các bạn quan tâm đến trả góp dòng xe này thì các bạn chuẩn bị cho Quỳnh trước từ 8 triệu là được rồi ạ. Vâng, đây là dòng xe Sirius ạ. Sirius thì có giá sẽ là từ 21 triệu. Dòng xe này đang được Yamaha hỗ trợ 500.000 giảm giá trực tiếp vào xe ạ. Về Sirius thì các bạn có thể trả trước 0 đồng, chỉ cần chuẩn bị chứng minh thư và sổ khẩu hoặc chứng minh thư bằng lái xe là mua được xe rồi ạ. Bên Quỳnh hiện tại có đầy đủ các màu xám cam, trắng và đen xám ạ. Và còn đây là một chiếc xe mà được các bạn trên YouTube quan tâm rất là nhiều. Đó là bản màu vàng đồng Manta ạ, phiên bản độ của nhà Hương Quỳnh ạ. Chiếc xe này thì đã có một bạn đặt trước rồi. Thì các bạn, bạn đó thì 2 ngày nữa bạn ấy sẽ lấy xe. Quỳnh cũng có một cái thông tin muốn chia sẻ với các bạn. Đó là bên Quỳnh thì nhận độ tem xe theo tất cả những cái mẫu mà các bạn quan tâm. Các bạn quan tâm đến bất kỳ cái mẫu xe, mẫu độ nào thì các bạn chỉ cần gửi hình ảnh cho bên Quỳnh thôi. Thì mất khoảng từ 2 cho đến 3 ngày thì bên Quỳnh có thể đặt để người ta có thể làm cho các bạn một bộ tem giống như các bạn yêu cầu ạ. Chỉ mất khoảng 2 cho đến 3 ngày các bạn nhé. Thì Quỳnh cũng xin thông báo như vậy để cho các bạn có thể thỏa sức tìm hiểu hoặc là thỏa sức lên trên mạng có thể tìm những cái mẫu xe không phải chỉ của Việt Nam mà có thể ở nước ngoài hoặc là của trong Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn gửi mẫu cho bên Quỳnh thì bên Quỳnh sẽ có thể làm cho các bạn một chiếc xe giống hệt như vậy luôn ạ. Vâng, và cái chiếc xe này, chiếc xe bản độ này hiện tại bên Quỳnh đang có giá là 47 triệu các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem một chút về dòng xe mô tô ạ.
dòng xe RM5 và dòng xe MT15. Thì hai cái dòng xe này bên Quỳnh đang có màu xanh GB và màu đen nhám ạ. Và giá của em nó thì vẫn là 68 triệu đồng giá cho tất cả các phiên bản. Các bạn chúng ta cùng nhau review đi qua một lượt về tổng thể của em nó nhé. Đây là chiếc xe RM5 ạ. Giá xe là 68 triệu. Khi các bạn mua xe sẽ được tặng một mũ full face của Yamaha kèm theo một chiếc áo mưa. Về trả góp thì các bạn chuẩn bị cho Quỳnh trước từ 15 triệu là có thể mua được xe ạ. Kèm theo chứng minh thư và sổ khẩu hoặc chứng minh thư và bằng lái xe. Dạ. Vâng, và chúng ta hãy cùng nhau xem xíu về một chiếc xe MT15 ạ. MT15 màu xanh GB ạ. Chiếc xe này có giá là 68 triệu và nếu mà các bạn quan tâm trả góp cũng chuẩn bị trước cho Quỳnh từ 15 triệu là có thể mua được xe rồi ạ. Vâng. Và Quỳnh cảm ơn mọi người đã theo dõi đến hết video của Quỳnh. Và có cuối cùng thì Quỳnh cũng xin thông báo với mọi người là cái cửa hàng xe máy Hương Quỳnh 2 của bên Quỳnh tại Đại Đồng, Tiên Du, Bắc Ninh thì đến ngày hôm nay bên Quỳnh đã được dỡ phong tỏa và được mở bán bình thường. Cho nên nếu mà các bạn quan tâm mua xe thì có thể qua bên Quỳnh chọn xe, hoặc là những bạn đã mua xe rồi mà cần lấy biển số hay là cần lấy giấy tờ thì đều có thể qua chi nhánh 2 của bên Quỳnh để có thể được phục vụ và hỗ trợ ạ. Quỳnh cảm ơn mọi người và để không bỏ lỡ những cái video của Quỳnh, những cái chương trình khuyến mãi của Yamaha Hương Quỳnh thì các bạn đừng quên đăng ký kênh của Quỳnh nhé. Quỳnh cảm ơn mọi người và xin hẹn gặp mọi người ở những cái video tiếp theo của Quỳnh ạ. Xin chào mọi người ạ.